các bạn thân mến, những câu chuyện ông ăn chả bà ăn nem luôn xuất hiện trong mọi thời đại. Và con người chúng ta luôn có những tính cách như hiếu thắng, tự tôn cao, không muốn thua thiệt. Cũng chính vì vậy mà không ít người chọn cách ăn miếng trả miếng để đáp lễ với nhau. Đàn ông ra ngoài thì tìm nhân tình, đàn bà cũng đáp trả bằng cách hẹn hò với người đàn ông khác. Nam giới và nữ giới sẽ có những suy nghĩ khác nhau khi đi ngoại tình. Những kịch bản xấu thường xảy ra trong chuyện nem chả. Xã hội 4.0 ngày càng xuất hiện các trường hợp vợ chồng đấu đá, ganh đua trả thù nhau trong tình cảm. Vậy đây có phải là thực trạng chung của những cuộc hôn nhân thời hiện đại hay không? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu sâu vấn đề này trong video ngày hôm nay. Lý do để mà dẫn đến tình trạng này thì có lẽ là không thiếu. Có nhiều lý do khiến cho các cặp vợ chồng đã chọn cách ngoại tình mà không muốn ngồi xuống để giải quyết với nhau. Dù bản thân biết rằng lựa chọn cách này chính là bản tuyên án tử cho cuộc hôn nhân của mình, khiến cho hôn nhân rơi vào ngõ cụt và là lựa chọn cuối cùng, không gì khác chính là ly hôn. Mối quan hệ vợ chồng tất yếu không thể cứu vãn được nữa, nên cả hai muốn phá tung phá nổ hơn để thỏa mãn bản thân mình. Vì sao họ lại chọn cách tiêu cực này để dẫn đến nguy cơ đổ vỡ gia đình? Hiểu được nguyên nhân sẽ giúp cho chúng ta không đi vào vết xe đổ này. Cả người chồng và người vợ ngoại tình thường do một vài các lý do phổ biến. Đầu tiên, ông ăn chả bà ăn nem, hay nói cách khác là ăn miếng trả miếng. Không ít người tìm đến ngoại tình để trả thù người bạn đời của mình. Nỗi đau khi mà bị người đầu gối tay ấp phản bội vô cùng khủng khiếp. Đó là người chung chăn gối biết bao nhiêu năm, lại còn là người mà mình yêu thương và hy sinh rất nhiều. Vậy nhưng họ nhận lại được cái gì? Họ chọn cách đâm một nhát vào tim bạn, làm tổn thương và không thể nào lành lại được nữa. Kẻ gây ra tổn thương này cần phải nếm trải thì nó mới xứng đáng là cách trả thù triệt để. Chính vì vậy họ cũng muốn cho đối phương hiểu được cảm giác mà mình đã trải qua. Cách trả thù tốt nhất đó chính là ngoại tình giống đối phương. Đây là một cách làm vô cùng tiêu cực và tàn nhẫn. Giống như người ta hay nói rằng kẻ tổn thương lại muốn đi làm thương tổn những người khác. Điều này có thể khiến cho hôn nhân rơi vào ngõ cụt. Sự đổ vỡ là điều tất yếu xảy ra, nhưng mà những tổn thương trong lòng là điều khó tránh. Từ tình yêu biến thành thù hận, rồi tìm cách để trả thù nhau đầy tiêu cực. Ai cũng hiểu rất rõ hậu quả nặng nề của cách trả thù này. Đó chính là bi kịch của nhiều cuộc hôn nhân ngày nay. Vì cả hai người bạn đời đều mất dần đi sự kết nối trong mối quan hệ. Hơn nữa, việc thiếu những kỹ năng giải quyết cũng là một yếu tố quan trọng. Chính vì không biết cách nào để có thể giải quyết và tìm ra được lối thoát mà nhiều đôi vợ chồng đã phải nói lời tạm biệt nhau trong sự cay đắng và thù hận. Ngoại tình để trả thù, bạn có thể khiến cho đối phương ân hận, nhưng cũng sẽ làm mình tổn thương, và hơn ai hết là những đứa trẻ vô tội. Vì vậy hãy suy nghĩ thật chín chắn trước khi lựa chọn cách giải quyết này. Đây không phải là cách giải quyết tốt nhất khi mà bạn vẫn có ý định tiếp tục cuộc hôn nhân. Một cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc cũng khiến cho người ta ông ăn chả bà ăn nem. Không phải cứ kết hôn là đã tìm được đúng một nửa đích thực của cuộc đời mình, hoặc là kết hôn chính là thứ trái ngọt mà chúng ta có thể ăn được cả đời. Với nhiều người mà nói, hôn nhân không phải là cái kết của tình yêu. Hẹn hò yêu đương có thể khiến cả hai choáng ngợp trong cảm xúc mà không chịu khó tìm hiểu sâu hơn. Đến khi về chung một nhà thì lại phát sinh rất nhiều mâu thuẫn và xung đột. Sống với nhau lâu dần, tình cảm cũng bắt đầu ngày một ngày hai phai nhạt. Chúng ta có thể tìm được một người đàn ông, một người đàn bà đồng hành đi cùng với mình cả quãng đường còn lại. Nhưng cũng có những người định sẵn là đi với nhau một đoạn đời ngắn. Nhiều cặp đôi sau thời gian chung sống thì phát hiện không còn tình cảm nữa. Lúc này họ tiếp tục đi cùng nhau chỉ vì trách nhiệm, nghĩa vụ và con cái. Đó là lý do nhiều người hay kháo nhau rằng hôn nhân chính là nấm mồ chôn của hạnh phúc. Nếu như đời sống hôn nhân đã không còn mang đến cho niềm vui và sự hạnh phúc nữa, cả hai vẫn có quyền đi tìm cho mình những hạnh phúc mới, những mảnh ghép mới mà nghĩ rằng phù hợp hơn. Miễn sao cả hai đã thỏa thuận với nhau từ trước, và việc tìm kiếm hạnh phúc mới sẽ là sự tự nguyện và chấp nhận của người còn lại. Người đã là bạn đời chắc hẳn sẽ chúc phúc cho đối phương khi tìm được người mới. Những hoàn cảnh ông ăn chả bà ăn nem như vậy không gây tổn hại, tổn thương cho bất cứ ai. Ngược lại, đối với một số người, nó lại là một sự giải thoát trọn vẹn cho chính những người trong cuộc. Nhiều cặp đôi cũng lựa chọn việc ông ăn chả bà ăn nem khi mà hôn nhân chỉ là một tấm màn che mắt thiên hạ. Nhiều cặp vợ chồng ngay từ đầu có thể đến với nhau không phải vì tình yêu. Họ cưới nhau vì trách nhiệm, vì quyền lợi, vì hôn phối đã được định sẵn, hay vì một ràng buộc nào đó.
Đây là cuộc hôn nhân đặt lợi ích, đặt trách nhiệm lên trên tình cảm, tình yêu. Chính vì vậy hôn nhân ngay từ đầu đã chỉ khiến cho hai người bị buộc lại với nhau, chứ không tự nguyện ở lại. Đây là một trong những lý do khiến cho đôi bên ngoại tình nhưng vẫn giữ được một gia đình êm ấm. Bởi vì cả hai đã đặt cho nhau những quy tắc, những luật lệ ngầm bên trong. Những cuộc hôn nhân chỉ có vỏ bọc bên ngoài là rất lỏng lẻo. Cả hai người đều sẽ muốn sống một cuộc đời riêng của mình. Do đó những vụ ngoại tình vẫn thường xảy ra trong những cuộc hôn nhân này. Người trong cuộc hẳn là cũng đã hiểu được điều này là một sự tất yếu. Chính vì vậy, dù cả hai có đi ngoại tình đi chăng nữa thì cũng chẳng làm đối phương ngạc nhiên hay cảm thấy quá đau đớn. Bởi vì người ta chỉ ghen khi người ta yêu thôi. Và đối với những cặp vợ chồng đến với nhau không phải vì tình yêu, chỉ vì một thứ lợi ích nào khác, thì việc họ đi tìm những mảnh ghép mới là một điều quá bình thường và người ta không bao giờ cảm thấy đau đớn. Có bao giờ bạn đã thử nghĩ, vậy thì với những người bình thường khi đi ngoại tình, người ta nghĩ gì hay không? Đàn ông và đàn bà liệu có nghĩ giống nhau hay không? Trong khi đàn bà, phái nữ thường bị cảm xúc chi phối nhiều đến hành động. Một khi đàn bà đã chọn đến cách ông ăn trà bà ăn nem thì nguy cơ ly hôn là rất cao. Dù cho ngoại tình cũng chỉ là để trả thù hay ngoại tình vì tình cảm đi chăng nữa, thì với người phụ nữ, ngoại tình đã là bước đường cùng. Phụ nữ có thể yêu đến cuồng nhiệt nhưng cũng hận đến thấu tâm can. Những cảm xúc này khiến cho hành động của họ có phần hơi cực đoan. Một người phụ nữ khi đi ngoại tình, họ đã chủ tính hết việc đã từ bỏ gia đình hiện tại. Những con đường mà họ chọn thường là một đi không trở lại. Và chính vì hành động quá cực đoan nên kết quả của ngoại tình rất xấu. Với phụ nữ, đã là lỗi lầm thì rất khó có thể tha thứ. Con đường quay về nhà sau khi ngoại tình với người phụ nữ rất khó khăn. Họ có thể sẽ phải chịu đựng nhiều điều tiếng và phỉ báng xung quanh. Vậy thì tại sao không tự giải thoát cho bản thân mình trước, sau đó sẽ tìm kiếm một cuộc đời mới tốt đẹp hơn dành cho mình nhỉ? Các chị em ơi, đàn ông thì đôi khi không giống với phụ nữ nhiều. Đàn ông họ ngoại tình nhưng mà vẫn mang đặc trưng của phái mạnh. Họ đôi khi họ coi đó chỉ là một sở thích hay là họ muốn đổi gió bên ngoài thôi. Một con người lý trí như họ thì sẽ định lượng được tầm quan trọng của gia đình. Họ có thể mây mưa bên ngoài nhưng rất ít khi có tư tưởng sẽ bỏ vợ bỏ con để chạy theo nhân tình. Đàn ông hiểu rõ gia đình luôn bền vững hơn những mối quan hệ ngoại tình không có tương lai. Đàn ông ngoại tình sẽ biết chủ tính cho mình những con đường để quay đầu lại. Và dù rơi vào hoàn cảnh ông ăn trà bà ăn nem đi chăng nữa, thì họ vẫn luôn có những suy nghĩ hàn gắn. Sự lý trí của đàn ông có thể cứu vãn được một cuộc hôn nhân trên bờ đổ vỡ. Tuy nhiên rất khó có thể đoán trước được tương lai của cuộc hôn nhân này, bởi vì cả hai đã cứa vào lòng nhau những vết thương rất sâu. Ông ăn trà bà ăn nem, ai hơn ai thiệt thì không biết. Nhưng chắc chắn người chịu tổn thương vẫn sẽ là cả hai. Và chúng ta hãy cùng đến với lời tâm sự của một người đàn ông về chính câu chuyện của mình. Tôi năm nay ngoài 40 tuổi, đang làm giám đốc của một công ty xây dựng. Tôi với vợ cưới nhau đã gần 15 năm, các con đều đang học cấp 2. Vợ tôi tên Hiền, cô ấy là một người phụ nữ tảo tần, chịu thương, chịu khó, biết vun vén cho gia đình. Suốt thời gian qua, trong mắt mọi người, gia đình tôi vẫn là một gia đình hạnh phúc và được nhiều người ngưỡng mộ. Mọi chuyện chỉ bắt đầu kể từ 5 năm trở lại đây. Tôi có gặp gỡ quan hệ với nhiều đối tác, nhiều kiểu người trong xã hội, nên bắt đầu trăng hoa quả lại với nhiều cô gái trẻ. Cũng một phần nữa là do vợ tôi mắc bệnh sao nhãng chuyện gối chăn, nên tôi đành phải tìm chỗ để giải quyết. Sẵn có tiền trong tay, tôi vui chơi qua đường với đủ thứ loại phụ nữ. Chỉ thức cũng có, làng chơi cũng có, quán bar nhà hàng cũng chẳng thiếu. Vợ tôi ban đầu biết chuyện cũng nhiều lần rơi nước mắt cầu xin tôi quay trở về. Nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, nghĩ đến hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học, vợ tôi đã nhiều lần đưa đơn ly hôn nhưng chưa lần nào tôi đặt bút ký. Tôi từng nhiều lần hứa với vợ sẽ chấm dứt với các cô bồ, sẽ bỏ thói trăng hoa, nhưng tôi lại thất hứa. Chán nản và buồn bã, vợ tôi đi học yoga và cặp kè ngay với gã thầy dạy yoga của cô ấy. Bắt đầu câu chuyện ông ăn trà bà ăn nem. Bắt tận tay vợ đi nhà nghỉ với gã thầy dạy, tôi và vợ cãi nhau rất to. Trong nước mắt, vợ tôi đã nói hết những uất ức mà 15 năm qua cô ấy đã phải chịu đựng. Không ngờ có kẻ lại quay lại clip tôi đánh ghen đó và tung lên mạng. Con gái tôi biết chuyện,
Cháu đau khổ và tổn thương vô cùng nên cắt đứt mạch máu tự tử. May mắn là cháu được đưa đến bệnh viện kịp thời. Sau biến cố đó, vợ chồng tôi quyết định chấm dứt vấn đề này, quay về với gia đình. Bắt đầu từ đó, tôi chia tay với các cô bồ, chiều chiều về nhà ăn cơm với vợ con. Vợ tôi cũng chấm dứt với gã thầy dạy. Cuộc sống gia đình bắt đầu nồng ấm trở lại, dù tôi thấy vẫn còn khá khiên cưỡng và cưỡng gạo. Tinh thần của các con tôi có vẻ tốt lên sau biến cố của gia đình. Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu thì hôm trước Khoa, gã thầy dạy yoga và cũng là người tình của vợ tôi, đột ngột liên lạc với tôi. Gã gửi cho tôi đủ các loại file ảnh, các loại clip phòng the của vợ tôi với gã. Khi tôi nói chấp nhận tha thứ cho vợ, hắn dọa tung số ảnh, số clip đó lên mạng để làm tôi bẽ mặt vì bị vợ cắm sừng. Tôi giận dữ hỏi, mày cần gì? Để xóa số ảnh và clip đó, Khoa đòi tôi chuyển cho hắn 500 triệu. Nhưng tôi là dân kinh doanh, lăn lộn thương trường bao nhiêu năm, lấy được tiền của tôi đâu phải dễ. Tôi mang số ảnh clip đó dọa đi báo công an, khiến hắn chùn bước không dám làm phiền tôi nữa. Nhưng mỗi đêm cứ nghĩ đến những bức ảnh phòng the và trần trụi đó là tôi lại đau lòng, ám ảnh và nhiều lần mắng mỏ vợ. Mỗi lần tôi định gần gũi ân ái với vợ thì những hình ảnh gần gũi đầu gối tay ấp với gã đàn ông kia lại hiện về, khiến tôi không làm chủ được bản thân. Có lần khi đang cao trào, tôi đã thẳng tay tát vợ và mắng cô ấy là kẻ phản bội, cắm sừng lên đầu chồng, giữa lúc hai vợ chồng đang thăng hoa nhất. Vợ tôi cũng hất hàm nhắc lại về quá khứ lăng nhăng trăng hoa của tôi, và hai vợ chồng lại cãi nhau to. Hiện giờ vợ chồng tôi tuy bên ngoài khá bằng mặt, nhưng bên trong vẫn còn nhiều rạn nứt. Tôi không thể quên được nỗi ám ảnh, nỗi nhục khi nhìn thấy vợ mình chung chạ với gã đàn ông khác. Ai đã từng trong hoàn cảnh này, xin hãy hiểu và cho tôi một lời khuyên. Các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay chúng tôi đã gửi đến các bạn một vấn đề nhức nhối của các cặp hôn nhân gia đình ngày nay. Đó chính là vấn đề ông ăn trả bà ăn nem. Tôi nghĩ rằng chúng ta đủ tỉnh táo và đủ biết được rằng đây là một vấn đề gây tổn hại lớn đến kể cả về tinh thần của bản thân cũng như về con cái của chúng ta đến như thế nào, và đặc biệt là lời tâm sự của một người trong cuộc. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể rút ra những bài học cho bản thân mình. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.